cái cặp mà ban giám khảo không tính điểm. À, cái cặp em ấn tượng nhất hả? Là cặp này. Trời ơi, tại sao lý do nào? Hai bạn có một sự kết nối rất là đặc biệt với những điệu nhảy cũng như là hòa quyện vào nhau trong lúc nhảy. Còn có một cặp đứng đây em không nhớ được nào. Nhảy mà không nhảy chứ. Rồi, đây, cái trắng sẽ là cuối bản rồi. À, cặp thứ hai em chọn là cặp này. Bước lên, cặp này là luôn luôn luôn. Mấy người đi vô giữa. Còn 3, 4, 5, 6 thì em thấy điều nhau hết trơn. Còn chỉ có cặp này cặp cuối thôi. Cho nên là hình như ăn chút quà hay sao ạ? Tức là mỗi một cặp có một phần quà. Dạ, thì đó. Ai cũng sẽ được quà. Không phải, mỗi một cặp được một phần quà. Rồi sao nó bắn lộn, giật lộn nhau. Nói chung là cũng xin chúc mừng các bạn vì đã thể hiện sự tự tin của mình và sự kết nối với nhau trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng vỗ tay cho nhau một tiếng lớn được không ạ? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ tất cả những đạo cụ của tôi gom vô hết để khi tôi tặng quà xong thì các bạn sẽ mãi mê theo quà, cho nên bây giờ gom lại hết đi. Cái gì mà lon rồi nhạc cụ gì còn đây mình tìm hết trong vòng năm nốt nhạc rồi vô đi thưa anh. Bạn này giơ tay trước thì như vậy là quyển sách này bạn hãy đọc lên cho mọi người ganh tị tức điên chết nó. Đây là một phiên bản cực kỳ hiếm và nơi đây một người đã sụp đổ về tình yêu đã ra phải chết, nhưng nhờ cuốn sách này được mọi người yêu mến và anh ta đã sống dậy. Và đây là những bài nói nội tâm cực kỳ hay để giới thiệu chương trình ca nhạc, để giới thiệu những cảm xúc tuyệt vời mà tôi chỉ còn một phiên bản cuối cùng tôi giữ được hai cuốn thôi. Cho nên bây giờ em có thể xé ra để tặng mọi người một lần. Nếu như em dám làm và nếu như mọi người khi dám nhận nghe thì em có quyền quyết định. Tôi xin đọc thử một đoạn nha. Rải cho thầy. Xin thứ đi cơ. Bây giờ ai đang ngồi bên cạnh tôi đi đào phụ quay mặt đẻ mình tôi đọc hết. Dạ. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy đó. Còn sát sát vô đi con đi uống. Rồi. Mấy người đọc này không có nghĩa là mấy người được sát. Mà một người được sát thì đã sẵn đủ rồi. Nên nói vô rõ. Nên lại bất kỳ nha. Thế là tôi đã đến nơi. Từ khi dừng lại để người bật tâm nhìn dòng thế thái rì rầm, tôi như một vết đau nằm nghỉ ngơi. Từ khi trần thế vắng tôi, hết ra có một chỗ ngồi hoang vu. Cái người nhận sách là cái người hiểu sâu nhất và anh ta là cảm động và biến thành hành động, đó là tiếng vỗ tay. Cho nên anh xứng đáng vì các bạn khác không được, cho nên nghĩ rằng mình thờ ơ, chứ mình mà cuốn theo cảm xúc này thì cũng làm tổn thương thêm. Còn anh ta đang biết rằng mình sở hữu châu ngọc
Cho nên anh ta lắng nghe từng lời, từng chữ và từng ý, và anh thấy cảm thấy tâm hồn mình được nâng lên một bước khác. Khi người chết đi thì để lại gì cho đời, là bài học mà mỗi chúng ta phải luôn luôn phấn đấu. Bây giờ cái này có hai câu thôi, tựa đề của nó là lẽ cùng. Em hãy đọc chạy đến mức mà không thể chậm được hơn nữa. Lẽ cùng, làm sao làm ướt cơn mưa nhỉ? Lắng trường nhân gian chậm lẽ cùng. Làm sao làm ướt cơn mưa nhỉ? Lắm chuyện nhân gian chẳng lẽ cùng. Định nghĩa là em, định nghĩa là em. Khi em ngủ ở trên đời là phần lúc có mặt em rời xa đâu đó. Khi em còn thức ở nơi đâu, em còn tôi đấy. Đằng sau nỗi buồn em ơi, còn đó lối mòn khi đôi chân đã không còn đi qua nữa. Em hạnh phúc cùng người ta rồi, nụ cười như mẫn có nghĩa là tôi vui á. Tóc này, mắt này, môi nữa, em nghĩ đâu chỉ đẹp một thời là xong. Chuyện tình rất đẹp nhưng vết thương đã lành, cho nên cô hát rất triết lý và đủ sức nhìn lại cái nỗi đau đến xé lòng. Ca sĩ Thanh Lam thì hát như cô đang có điều đó vừa xảy ra và vết thương đó chưa lành còn đang rỉ máu, và mỗi một người sẽ chọn một cách để phù hợp với giọng hát của mình, với cảm xúc, với hệ thần kinh của mình. Tí mì gõ, đói khuya sợ cái ví nghèo, tiếng rau khuất nẻo còn treo ngoài hình. Cái mì gõ là cái rẻ nhất, nhưng mình còn không có đủ cái ví nghèo để mua cái tô mì gõ rẻ nhất nữa, cho nên tiếng rau khuất nẻo còn treo ngoài hình. Ôm cái bao tử trong khớp, uống một ly nước lạnh, ngủ một giấc qua đi. Ai đã từng như vậy sẽ thấy thấm thía vô cùng. Trái tim như đồ cổ,
chiều như vào đêm, có hoàng hôn sông đến, gió rót chiều vào đêm, ly rượu buồn như thế. Rồi em lựa cho anh Hùng một cái đi. Tâm sự với cây đèn vỡ, trong xó nhà một cây đèn vỡ đã cắm rồi và vẫn có dư âm. Và các bạn đã biết được bí mật của người ca sĩ. Khi họ hát và truyền tải thông điệp thì họ phải tắm thông điệp đó, họ đau cái nỗi đau của nhân vật. Cho nên cái phần đọc vừa rồi của Hùng HKT nó như là thông điệp của bài hát. Người ca sĩ hiểu 1000 và người nghe chỉ cần hiểu 100 là mình đã thành công rồi. Mà hơn thế nữa, âm nhạc là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Nó đi thẳng vào trong con tim, khi người ta say cái giai điệu, người ta mê cái lời ca. Cho nên những người đã mê bài ca rồi mà ca sĩ lên hát sai một từ, nhất là nhạc tiền chiến, người ta nghe khó chịu đến mức người ta không thèm hiểu nó là cái gì nữa các bạn. Tâm sự với cái đàn vỡ thì các bạn biết cái đàn nó vỡ thì phím trùng rồi không còn đợi được nốt nào hết. Trong xó nhà có nghĩa là người ta đã vứt nó rồi mà còn tiếc, chưa có bỏ nó ra thùng rác. Trong xó nhà một cây đàn vỡ đã cắm rồi, mình hồi xưa mình chơi đó. Cho nên nó cứ còn vang ở trong tâm hồn của mình, bây giờ nó không còn vang được nữa. Đã cắm rồi. Cắm là một từ nhân cách hóa của con người. Và các bạn có bao giờ thấy người cắm nói chưa? Họ nói không được, nhưng mà sống rất lạc quan mà vẫn có dư âm. Và ai cảm xúc được với câu này, dù bạn là ai, bạn có tâm hồn nghệ sĩ. Đó là sự rung động tinh tế mà người không có hệ thần kinh này rất khó để cảm nhận ngay, mà họ cần thời gian để nói, để hiểu và để yêu. Chính vì vậy thần kinh nghệ sĩ không có gì đó là phải là nghệ sĩ. Đó là một hệ sắp xếp của tự nhiên. Khi bạn có hệ thần kinh, bạn có thể là hướng dẫn viên du lịch, có thể là một doanh nhân, có thể là... Cho nên nhiều nhân thơ rất hay, nhiều doanh nhân hát rất cảm xúc là bởi vì họ có thần kinh nghệ sĩ. Hay nói cách khác, mỗi chúng ta đều có thể là một con người nghệ sĩ ẩn danh. Mà nếu như mình khai mở thì người nghệ sĩ ấy sẽ đường hoàng bước ra để chia sẻ yêu thương với cuộc đời. Hôm nay các bạn học một module hoàn toàn mới trong chương trình huấn luyện của anh Hùng này. Sau thời gian 3 tháng giãn cách, tất cả những gì mà tôi đã giảng tại đây nhà văn hóa thanh niên này hơn 20 năm, thì đây là buổi thể nghiệm lần đầu tiên. Không cần phải nói lý thuyết, không cần phải nói là phải gây sự chú ý tối đa rồi mình mới nói một câu chủ đề. Không, không có nói cái gì là lý thuyết hết. Mà bài dự thi của các bạn sẽ được phát bằng tốt nghiệp hẳn hoi với sự xác nhận của nhà nước nếu như các bạn tổng kết lại thành cái buổi học này là một chương trình giáo khoa. Để các bạn khác chưa học, đọc cái chương trình của các bạn có thể hiểu được 3 điều trong 10 điều mà các bạn nêu lên. Thì các bạn chứng minh được điều đó, các bạn sẽ nhận bằng tốt nghiệp. Và đó là món quà lớn nhất mà tôi trao tặng cho nhà văn hóa thanh niên cũng như tất cả các bạn. Tôi sẽ gửi cho bạn Tâm cái mẫu bằng tốt nghiệp, các bạn có thể xin về ở bất kỳ event công ty nào
nếu các bạn có thời gian rèn luyện. Bởi vì 55 ngày là thời gian ngắn nhất để các bạn làm tốt khi mỗi ngày các bạn thực hiện điều đó 5 lần liên tiếp trong 55 ngày. 5 nhân 5 nhân 5, đó là một nguyên tắc khoa học đã được tìm thấy mà MC Quỳnh Hương cũng đã giới thiệu trên kênh YouTube của mình. Sau 55 ngày có nghĩa là chúng ta bước sang năm 2022. Và các bạn có thể trong thời gian đó muốn bổ sung kiến thức thì các bạn có thể tìm học bất kỳ nơi nào mà tôi xuất hiện cũng như những đồng nghiệp của tôi để các bạn làm giàu thêm kiến thức và góc nhìn của mình. Bởi vì quan trọng là góc nhìn, mà góc nhìn thì có 360 độ, nhưng đối với người MC nó phải là 3600 độ. Có nghĩa là một câu nói các bạn phải nhìn chiều đứng, chiều dọc, chiều ngang, chiều xiên, chiều xéo, vân vân. Thì khi đó các bạn sẽ có một đáp án là được đại đa số đồng ý. Đó là sự phản biện, của tư duy phản biện. Mình tự phản biện tất cả những điều mình nói và mình không còn phản biện được nữa thì trong lòng nó xuất hiện. Và lời nói của mình được mệnh danh là lời nói có bảo chứng. Có nghĩa là nếu như đầu tiên có bảo chứng thì mình có giá trị thế giới. Còn nếu chưa có sự bảo chứng, chưa đổi được thành vàng thì đồng tiền đó mãi là tờ tiền giấy. Lời nói của người dẫn chương trình sẽ trở nên có bảo chứng khi các bạn phải được kiểm tra thông tin của nó như một phóng viên quốc tế chuyên nghiệp. Người A nói chưa đủ, người B nói chưa đủ, và chúng ta phải hỏi nhiều chiều, nhiều người, nhiều tài liệu, và cuối cùng các bạn phải hỏi nhân dân, tôi nói như thế này có đủ không? Nhân dân bỏ phiếu 80%, 60% đồng ý. Thì cái sự làm lạ, là mới, là bất thường, là kinh dị của các bạn sẽ được công nhận là sự sáng tạo. Và nhờ sự sáng tạo mà loài người tồn tại cho đến giờ phút này, có thể bay vào vũ trụ, có thể làm đi biển sâu, mà ước mơ đó chỉ là viễn vông của những thập niên, của những thế kỷ trước đây. Còn bây giờ, bằng thế giới phẩm, các bạn có thể đến bất kỳ nơi nào trên hành tinh này một cách dễ dàng, bằng một cú click chuột mà thôi. Chúc các bạn nhiều năng lượng, và đặc biệt là phải sáng tạo trong từng phút giây. Bởi vì ngày hôm nay tôi dạy như thế này, nhưng ngày hôm mai tôi sẽ phủ định tất cả những điều tôi dạy ngày hôm nay và tôi đưa ra một phiên bản mới. Tôi biết rằng nó là mới, có nghĩa là nó chưa được công nhận, nó chưa gọi là sáng tạo. Nhưng trong 1000 cái mới, nó sẽ có một cái được công nhận, thì cái đó có giá trị sáng tạo. Và cứ như thế, các bạn cứ làm đi, cứ thoải mái, cứ mạnh dạn. Tại sao các bạn cuối cùng sẽ ngồi đó chứ? Là bởi vì nếu các bạn ghét một màu nào đó thì cũng đồng nghĩa là các bạn mất đi sự full năng lượng của mình. Điều đó sẽ xảy ra như thế nào? Đây, xin mời các bạn chú ý. Hồi nhỏ chúng ta đi học chưa biết chữ, điều gì sẽ xảy ra trong đầu của mình? Quán, chữ, suy, đường giả là những trang dây trang. Bắt đầu học những bài học đầu tiên, vừa lớp mở giáo, điều gì sẽ xảy ra? 1, 2, 3. Bắt đầu xuất hiện những hình ảnh trong đêm. Và nếu như các bạn thực sự yêu mến tri thức và quyết định tìm tòi bất kỳ nơi nào, cái gì, tài liệu nào ở đâu, cái cách này, cuộc sống của bạn bỗng nhiên thay đổi, điều gì sẽ xảy ra? Sáng tạo là mới làm là hay quá, các bạn chẳng bao giờ làm cái gì đó. Điều gì xảy ra? Thì nó trái lại như mới sinh ra mà thôi. Cho nên một câu nhắn gửi đến các tình yêu của tôi có mặt hôm nay: hãy làm việc nhỏ nhất với niềm đam mê lớn nhất và soi rọi vào đó ánh sáng, là ánh sáng của tri thức. Từ một câu danh ngôn, và có thể làm lại tất cả cuộc sống mình. Nhiều người xem bạn đó một câu danh ngôn hững hờ và cho đó là tầm thường, thì cuộc sống người đó mãi tầm thường như ý nghĩa của người đó. Còn người ta cho bạn ấy là thiên tài và thờ bạn ấy, thân tượng bạn ấy, thì bản thân bạn đang kêu gọi người thiên tài trong người của bạn trỗi dậy. Chính vì vậy cho nên lời chê càng nhiều, hạ mình càng sâu, càng xuống với lòng đất kia, và mình khen bất kỳ ai cũng có nghĩa là nâng tầm giá trị của mình. Và khi nâng tầm giá trị không cần ai biết hết, mình tự biết và mình tự vui với vũ trụ, thì cuộc sống của các bạn như thế nào?
luôn luôn đẹp như ánh màu trước đó.
sát vô. MC, vui khỏe, yêu đời, hai, ba,